Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đổ xăng cho xe hơi ở Mỹ bằng thẻ. Thì mình có cái nút này trên xe là mình bấm, mình giữ. Sau đó nó sẽ bật một cái chỗ đổ xăng đó, rồi sẽ nghe một cái tiếng bịch ra là mình biết là cái ba mình bấm nút đã ăn. Xong rồi mình dặn ngược chiều kim đồng hồ và mình gỡ cái nắp xăng ra để mình đổ. Thì cái cây xăng này, như các bạn đã thấy, ở Mỹ thì cây xăng ở trong người ta còn bán những cái đồ linh tinh như là bánh kẹo nữa. Cạnh cái cây xăng thì nó có cái chỗ là làm vỏ xe, sửa xe đồ đó. Thì cây xăng này hiệu là Diamond. Nó có rất nhiều cây xăng tên khác nhau, nhưng mà mình chọn cây xăng này bởi vì cây xăng này ở cái khu vực thành phố mình đã là cây xăng rẻ rồi, thì mình trả bằng thẻ. Mình đút cái thẻ vô thì cái máy này mình chờ mấy giây á, nó thấy nó không có hoạt động gì, thì mình là lập tức mình chuyển qua cái khác. Tại vì cái thẻ mình có thể xài đút vô rồi mình nhấn mật mã, nó không có hiện mật mã thì mình lấy ra mình chạm vào, nó ăn với con chip ở trên thẻ là nó đã vô được cái thẻ của mình rồi, là nó tự động, mình khỏi cần bấm mật mã. Sau đó nó kêu là mình hãy lấy cái vòi đổ xăng này, xong mình chọn cái loại xăng mà mình muốn đổ, 87, 89, 91, thì nó sẽ xếp theo thứ tự là từ rẻ tới mắc nhất. Là mình cái chọn cái xăng giữa, tại vì cái xe này xe mới nên mình muốn bảo quản nó, cho nên mình chọn xăng giữa. Cái giá tiền nó cũng ok đó. Xong rồi mình bật lên, mình bấm nút, mình đổ xăng như ở Việt Nam vậy đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì có người đổ cho, còn bên này là người dân phải tự làm, không có ai mà đứng đó đổ xăng cho mình hết. Thì vậy mọi người có thể thấy là người Mỹ là người ta rất là gọi là handy, có nghĩa là việc gì cũng phải biết làm. Cái việc nhỏ nhặt như cái việc đổ xăng rất là đơn giản cũng phải biết làm đó. Một là cái nút này là cái nút bật lên để mình khỏi mỏi tay á, còn không là mình phải dặn, cầm dặn thì nó mỏi hơn. Đó là con đường. Cái trạm xăng này thì có vài cái cây, thì mỗi cái này nó sẽ có hai bên số liên tiếp, ví dụ là 1 2, như các bạn thấy không, 1 2, mình đang đứng ở 3 4, mình đang đứng ở ô số 4 đây, thì nó có hai mặt. Và cái xa xăng thì sẽ được bơm ở phía dưới, và khi hết xăng thì sẽ có một cái xe tải nó lớn nó tới, nó bơm xăng tiếp tục vô cái cây xăng để mà cho khách hàng tiếp tục đổ. Và mọi người có thể thấy là ở trên là tiền USD, là tiền đô la Mỹ, ở dưới là gallon. Bên Mỹ đây nó xài đơn vị của nó là gallon chứ không phải là lít. Thì cái gallon này nó sẽ nhiều hơn cái lít đó, số nó đang chạy. Và rồi nó đã đứng lại rồi, có nghĩa là đã đầy cái bình xăng của mình. Mình không có để cho nó cạn hết mình mới đổ, và tại vì cái bình xăng của mình cũng còn hơn một nắp máy đó. Rồi mình di chuyển cái vòi này đặt lại vị trí ban đầu, rồi mình sẽ dặn cái này theo chiều kim đồng hồ, là mình dặn nó lại, xong mình đóng cái nút, nó sẽ kêu một tiếng bịch là mình đã đóng rồi.